như chúng ta biết á, múa hậu á là một hình thức múa lốc của cộng đồng Phước Kiến ở tỉnh Bình Dương. Nó gắn với một cái tín ngưỡng quan trọng nhất á, của cộng đồng đó là tập tục thờ ông Quyền Thiên Thượng Đế, tức gọi là ông Chân Vũ hay ông Chân Võ đó coi. Thì cái đó đó là nó gắn với cái tập tục đó. Thì hàng năm đến ngày 25 tháng 2 âm lịch thì người ta tiến hành cái nghi lễ vía Đức Quyền Thiên Thượng Đế. Và cái múa hậu này nó sẽ được diễn ra trong những ngày lễ này. Hậu là một con vật như thế nào trong dân gian, thì có những truyền thuyết nào về linh vật này không chú? Cái tên hậu này đó, những con vật cỡ của các vị Bồ Tát, người ta lúc người ta gọi sư tử, lúc người ta gọi hậu, mà phổ biến người ta gọi sư tử hậu luôn. Thì trong công trình nghiên cứu của chú thì chú nghiên cứu rất nhiều cái con linh vật khác nhau. Con hậu này nó là một con linh vật. Theo quan niệm của đạo giáo á, thì mỗi phương đó là có nhiều những cái thế lực hắc ám, thế lực xấu. Và mỗi hướng như vậy là sẽ có một vị thần, họ đứng ra, họ tuần du, trấn áp á, những cái thế lực đó. Ông thần Quê Quang á, ông đi tuần du phía nào. Tây du á, thì có ông thầy Thiện Đà Thánh. Còn Đông du thì có Bắc Tiên. Và riêng phía Bắc á, ông Chân Võ, nó theo miền Bắc á, gọi là ông Chân Vũ, một cái thần hiệu là Quyền Thiên Thượng Đế. Vị thần này, ông có trách nhiệm đi tuần du phương Bắc. Và nó có một cái thần tích được tiểu thuyết quá Xà Tinh và Quy Tinh này đó, nó lộng hành dân chúng ở dưới hạ thế này rất là dữ dội. Cho nó khi Quyền Thiên Thượng Đế được hạ trần và bắt đầu chuyến tuần du này á, thì công việc đầu tiên là ông thu phục hai cái con tinh này, nó trở thành thuộc hạ cho ông, gọi là Quy Xà Tinh Quân. Từ cái công chuyện đó ta có thể giả định rằng cái hình tướng con hậu là một hình tướng cách điệu quá, một cái linh vật mà kết hợp giữa con rùa và con rắn, tức là sự quá thân của Quy Xà Tinh Quân.